Hello anh em nhá, hôm nay mình vào chia sẻ với anh em một cái phương pháp để có thể gọi là xét cầu, nhưng mà phương pháp xét cầu cho bộ môn là thế này. Thì trong bất kỳ một cái thế cầu nào cũng thế, nó sẽ có là cái đầu tiên, nó sẽ có hai đường cầu nhá. Đầu tiên nó sẽ là đường cầu chính này, đúng không anh em? Đấy. Và cái thứ hai nữa, đấy, nó là cái thế cầu là cầu phụ anh em ạ. Bao giờ thế? Cầu luôn luôn nó sẽ đưa dạng cầu chính và đường cầu phụ. Thì với đường cầu chính thì anh em mình sẽ nhìn vào cái cầu bệt dài nhất nhé, tức là ở đây cầu chính nó là bệt 5 này, cầu phụ thì mình sẽ nhìn vào cái đường cầu là bệt thứ hai, bệt thứ hai của nó bệt 3, thì đường cầu chính của nó đang là bệt 5, cầu thứ hai là bệt 3, như vậy thì con này thì nó đang rơi vào dầu dạng cầu bệt ngắn nhé. Thì đây thì đầu tiên thì anh em phải phải gọi là xác định được cái dạng cầu của nó đang nằm ở dạng nào đã thì mình chơi mới được. Còn nếu không, còn nếu chơi không không biết là cần bánh mình đánh kiểu tù mù, không biết là nó đang nằm ở dạng nào mà chơi bừa đi thì làm sao mà mang lại cái độ hiệu quả và phương pháp hợp lý ở trong bộ môn này được, đúng không? Để xem là 6 641 em ạ, cơm gạo đẹp 91 này, 13 16 tiếp. Khung cầu này thì mình sẽ bắt tiếp sang cầu 21 nhé, mình đánh đúng theo xu hướng. Ấu chết rồi, tí nó vào lò lộn em ạ. Nhưng mà khi mà đánh theo phương pháp xét cầu như thế này thì trong khoảng là hai tay đầu đi đấy, thì mình sẽ trước chưa cần vào lớn quá anh em nhé, hai tay đầu thì anh em sẽ vào gọi là vừa phải trước và vào cân đối vậy vừa vừa trước em ạ, hoặc là có thể là để tay thứ ba đấy, hai đầu thì mình đánh nhẹ nhàng để xem cầu thôi, và tay thứ ba hay tay thứ tư thì tay thứ ba hay thứ tư thì có thể bắt cao hơn. Còn bắt đầu cứ đi vừa phải trước đúng không? Mỏng chân không? 66 ấy. Tiếp 3 tiếp. 13 số 1 số 13 anh em này. Nếu mà dạng này thì mình sẽ trước là cầu lẻ luôn anh em. Con này thì phải đi ra bệt nhé, nó đang đi cầu 22 mà gãy thì sẽ đánh theo xuống bệt. À bên mà nãy mình thấy bàn con đồng xanh nó ngủ rồi, đêm 11 tại 3 rồi, buổi tối thì nó là cái khung giờ mà buổi tối mà nó lại khung giờ mà một cái ngủ rất là nhanh. Em mình đánh vào khung giờ buổi tối thì có thể bú được. Nếu mà phiên này gãy tiếp thì có thể là cầu bên này nó đang hơi bị xấu một chút nữa. Mình đánh sang bàn con rồng xanh nhé, không không bắt bên bàn 15 nữa, bắt lại bên rồng xanh đâu. Ok đụng anh em, tay bệt tiếp này, cầu này thì tỷ lệ bệt bệt 5 cao, mình vào luôn một tay 4. Khi biết được số cầu chính của nó rồi thì mình có thể đọc được tập khoảng 2-3 cầu tiếp theo mình đi. Nhưng mà cứ bú thông tầm 3 nhịp thì anh em nghỉ nghỉ nhịp thứ tư nhé. Có thể nghỉ nhịp thứ tư rồi mình sẽ vào lại tiếp. Tại vì cái việc ví dụ là khi mà anh em vào ví dụ vào tập 5 này, vào để 5 tay win cả 5 thì sẽ khó. Có thể là 5 tay mình sẽ gãy 1 đến 2 tay. Đây đây là cái tỷ lệ gọi là chung rồi. Trừ những lúc mà mình ăn cầu bệt hay là những cái phiên cầu nào nó đẹp một chút thì mới gọi là bú thông thôi. Nhưng mình đang cân đối tỷ lệ bệt nhiều nhất là về xỉu luôn. Đảo cầu quá. Mình xem bàn con 15 đánh ở dòng xanh đánh đi. Dòng xanh thì cái đường cầu chính của nó là bệt 6, cầu phụ nó bệt 5. Vậy thì mình sẽ vẫn nhìn theo đường cầu chính để chơi nhé. Cầu này thì nó không không ra cầu đập lại, tức là cầu nó thì tay trước bệt 4, tay sau có thể là bệt 3 thôi. Đây khung này thì nó vẫn đang gọi là ít cái tay cầu đập lại.
Rồi mỏng chân dày chân luôn nhé. Nếu mà con này chạy vậy thì sẽ bệt là bệt 6 nhé, à bệt 5 nhé. Đấy. Một là bệt 3, 2, 2, 2 sẽ bệt 5 chứ còn khá hiếm khi mà nó ra bệt 4 luôn. Bệt 4 thì là anh em biết rồi. Nếu mà nó ra bệt 4 thì là nó lại rơi vào trường hợp là cầu bị đảo. Là tiếp em này 14,6 chẵn xỉu 12 chẵn tài chẵn tài chẵn tiếp này, con này thì có thể chẵn tiếp tài luôn được em ạ. Mình vào một con một tay hai với bàn con là dòng xanh tiếp đi, à bàn con mờ đến 5 chứ. Má này thì cũng chưa cần vào vội quá, gọi là chờ một đến hai tay như thế vào thôi. À, như ta này mình vào tên 5 luôn này. Đấy, đấy. Chỉ có 1 là 3 2 5 thôi chứ nó là rất là khó để nó về về bệt 4 nhá. Tại vì nó là dạng cầu không không phải dạng cầu đập lại mà anh em. Với những phiên này anh em có thể thoải mái mà cày cuốc được. Rồi bóng chân nhỉ, mà phiên này thì vẫn đánh bé thôi, phiên này tôi cũng không đánh cao quá, đánh vừa phải. Cái 12 này anh em ạ, cái 12 này con này mình nghĩ sẽ bệt 5 tay chỉ thì là bệt dài rồi. Bên này thì tình hình hơi khó, có thể bằng một tay mười hơn 11 nhưng mà xem đây rồi múa luôn nha bạn. Tính ra là cày bên cái bàn con dùng xanh vẫn ngon đúng không? Đó, đấy là cái công thức để anh em để chơi bằng cái phương pháp rất đơn giản, là mình sẽ xét theo những dạng cầu như vậy. Mười hai mười bốn chẵn xỉu là chỉ tốt nẻ tiếp, con này lên tài nhau. Mã này 31 thôi, mã này gì cũng vừa kiểu gì kiểu vừa ăn ăn hai nhịp to như thế thì nhịp thứ ba nó sẽ khó và gần và có thể là hay gãy, nên tôi sẽ cân đối vào non tay thôi. Mỏng chân nha mọi người. Tới cuối lúc nào mình hay gãy nhá. Ok, chắc nhìn luôn là đẹp anh em. Chào anh em nhé.